Xin chào cả nhà, hôm nay em sẽ làm cái clip để test cái chất lượng không khí sau khi là đi qua cái chiếc màng lọc HEPA của một cái chiếc máy lọc không khí Saab nói riêng và các cái dòng máy lọc không khí nói chung. Về cơ bản thì cũng sẽ cấu tạo như nhau, thì em sẽ lấy con Saab này để em làm cấu tạo nhé, làm cái clip kiểm tra. Hiện tại là trên tay em là cái chiếc máy đo nồng độ bụi mịn 2.5 PM của hãng Xiaomi, có tên là Smart Mi. Đấy. Chiếc này hiện tại thì đang bật và kiểm tra lượng bụi mịn 2.5 hiện tại khu vực em đang ở là huyện Đông Anh, Hà Nội, thị trấn Đông Anh, Hà Nội các bác nhé. Đây đang báo là 0.81. Đấy. Trên cái giới hạn ngưỡng cho phép rồi, ở cái giới hạn ngưỡng cho phép an toàn là từ 0 đến là 0.75 thì nó sẽ báo màu xanh. Ở đây là đang giới hạn là màu cam rồi, màu cam là từ 75 cho đến 100 màu cam, còn nếu mà trên 100 thì là màu đỏ, là giới hạn quá là nguy hiểm rồi. Còn đây đang hiện tại hôm nay cũng khá là độ bụi mịn khá là cao, bình thường ở khu vực này nha, thì nó chỉ rơi tầm khoảng 30 40 thôi, mà hôm nay độ bụi mịn rất là cao. Đây ạ. Bây giờ mình sẽ thử tiến hành cho vào cái cửa gió của máy lọc không khí để mình kiểm tra xem chất lượng máy lọc không khí sau khi mà lọc qua màng HEPA này nhá, thì nó ra chất lượng không khí như thế nào. Đấy. Cái sử dụng của máy lọc không khí thì nó sẽ lấy toàn bộ không khí tuần hoàn qua cái màng lọc ở đằng sau này, nó thổi ra không khí sạch ở đây. Đấy, thì nó sẽ hút không khí lượng lưu lượng bao nhiêu ở trong phòng mình hút vào đây và thải khí sạch ở đây. Đấy, thì các bác nhìn sau khi mà qua cái cửa gió của máy máy lọc không khí Saab này. Đấy, còn có 0.07, tức là ở cái ngưỡng cực kỳ an toàn, gần như là không có bụi. Yeah. Vậy như vậy là các bác chạy cái máy không khí này ở trong phòng và đóng kín cửa lại thì cái lượng tuần hoàn không khí trong phòng của mình nó sẽ toàn bộ là khí sạch hết. Đấy, nó sẽ hút ví dụ như bao nhiêu mét khối trên giây, bao nhiêu mét khối trên giờ chẳng hạn, thì cái phòng mình to hay nhỏ thì mình tùy thuộc vào công suất của máy này, hoặc là mình tùy thuộc vào tốc độ lọc, mình muốn lọc nhanh hay lọc chậm ở đây chẳng hạn. Đấy, mình tăng lên, hoặc là ví dụ như cái phái máy này ở phòng 30 phù hợp phòng 30 mét vuông, phòng mình to hơn thì mình muốn có thể chơi những cái máy to hơn để phòng mình lọc nhanh hơn. Đấy, sau khi mà đây các bác nhìn này, đi qua cửa gió của máy này lượng bụi mịn 2.5 còn 0.08 thôi, tức là giới hạn cực kỳ an toàn. Thế như vậy là mình có thể thấy là cái tác dụng của máy lọc không khí rất là tốt. Bây giờ bỏ ra ngoài không khí lại kiểm tra một lần nữa các bác nhé, để mình xác định chắc chắn xem có chuẩn không ạ. Làm thử hai lần luôn. Đấy, có thấy bụi mịn đang lên khá là cao. Đấy. Bây giờ mình lại tiếp tục cho nó đang vẫn đang lên, nhưng mình lại tiếp tục cho luôn vào máy lọc khí để kiểm tra luôn xem nó xuống. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, như vậy là cái tác dụng của máy lọc không khí nó là rất thật, chứ không phải là quảng cáo hay là một cái gì đó các bác nhá. Xin chào tất cả các bác.